đây. Đây, bữa nay là coi như là có một cái món bò rất là gọi là nha, rất là bò nha. Đây, rất là bò. Đây, đồng bò nghe mới đi ăn gồm 3 người đẹp trai, long lanh, tươi sáng. Đó, có chừng hất rớt tóc giả thôi giờ. Đúng em sao giờ em gội đầu hả? Dễ thương, dễ thương. Mèo, 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 mèo. Ghê, 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 ghê. Đừng có làm thần tượng hay quá, bị xấu đi. Ờ, đó. Ủa, có ai em làm gì sao che dạ, mặt lại? Dạ, em mới làm da. Mới làm da. Da xấu lắm, đừng quay. Quay em đi sao dạ. Người ta con không có quan tâm đến công vợ gì hết trơn. Anh xin lỗi em, anh xin lỗi em. Sao? Anh, em là cái gì của anh? Nó thuộc cái máy nó bán. Em là cái gì của anh? Nó máy nó em là cái gì của anh? Mày là má tao. Dạ. Quay má đi, con quay mấy người khác nữa. Tợt ghê. Khủng cái máy tao bát qua bên kia trước. Không biết. Em quay má đi. Em vợ, vợ, vợ. Vợ sao? Đừng liếc nó lé. Chết rồi, chị em mà hơn thua nhau 1-2 giây lên hình là chết rồi. Chết luôn thiệt không được nè. Đây, bữa nay đi ăn với idol tôi, nghệ sĩ Minh Phượng. Hai. Minh Phượng lâu quá rồi không gặp khán giả. Minh Phượng trong thời gian vừa qua, Minh Phượng ở đâu vậy? Minh Phượng tạm nghỉ một thời gian. À, sao nghỉ vậy hả? Biết nói sao bây giờ? Ủa, không biết luôn hả? Không biết. Trời ơi, à, bây giờ hiện ra Minh Phượng đang ở đâu? Mình đang ở cái quán nhà hàng Nhật đó, ở Sài Gòn đó. Ở Sài Gòn nha, bữa nay rất là ngon, đang bò. Ủa đâu đâu? Mới chiếu thì mới mất mẹ nó 6 miếng bò rồi. Đây. Cái nào mới được chấm cái chung hợp? Dạ thưa quý vị, đây bò đây. Cái này có order thành lười bò. Một trong hai đúng không anh? Một trong hai, tiêu và... giữ cho mình xu. Cái dạ. Dạ. Rồi. Dạ đây thưa quý vị, dạ đây là vợ chồng em. Vợ chồng em bữa nay là đi ăn. Đàn ông mà cứ cái nhào vô có làm gì vậy? Sao dưng lên chi vậy cho nó mờ vậy? Chồng đồ ăn chứ. Ôm không mà bị chữ đó. Thắp em biết chồng mấy chuyện sao chứ em ôm vợ em bị chữ đó gì không? Đang ăn quạo, quạo được. Em. Nói đừng có đụng tới tôi. Vậy thì chị đừng thắc mắc sao người ta không quay ba đứa em trước. Bởi vậy con vợ ác như quỷ vậy đó. Trời ơi. Thấy không trời ơi phải không? Nói gì nữa đúng không? Con bò nó chạy luôn trong miệng nè, bỏ vô nè bò chạy luôn trong miệng đúng không ạ? Nó chạy luôn. Nó chạy tùm lum tà la cái miệng của mình á. Ừ, cái miệng là con bò luôn hả? Sân chơi của nó. Sân chơi của nó. Cái này phải bò không vậy? Ừ. Mềm mà nó đã. Quá thật thánh luôn. Sao Minh Vượng ơi, sao? Trời ơi, cái này phải bò hay không không biết nữa, nó quá thần thánh. Tại sao thần thánh? Quá trơn quá tru phải không? Trời ơi, cái súp này ngon quá. 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 Quá hợp lý luôn. Cho mình xin thêm cái súp đó. Xin hoài, ăn xin hoài. Đây là quyền lợi của những người mà mua thịt ăn. Em đâu có xin miễn phí đâu. Ok, ok. Rồi, thôi chúng tôi ăn tiếp đây. Hẹn gặp lại mọi người trong clip sau nha. Bye bye. Ngon quá, ngon rồi.